Xin chào các bạn, trận đấu sắp diễn ra là kèo ghi đội. Bên đây hỏi thủ cho Cu Le đội, ở bên kia Duyên Châu Đốc thủ cho Nhí Châu Đốc qua bàn đầu. Điểm Châu Đốc 1-0. Và chấm nhỏ quá đẹp của Nhí, tiếp tục nâng điểm số cho Châu Đốc 2-0. Bóng không quá lớn. Điểm cho Cu Le 1-2. Hỏi quá đáng tiếc của hỏi. Tiếp tục nâng điểm số cho Châu Đốc 3-1. Bóng ngoài, điểm Cu Le 2-3. Bóng tốt, điểm Cu Le 3 đều. Bóng tốt, điểm Cu Le 4-3. Bóng không qua lưới, điểm cho Nhí 4-4. Bóng ngoài, điểm cho Nhí 5-4. Hai bên đổi sân. Một pha chém bóng tách biên quá đẹp của Nhí Châu Đốc, điểm cho Nhí 6-4. Vũ ơi, hay quá. Hay luôn. Bóng không vào lưới, điểm cho Nhí Châu Đốc 7-4. Và chớ bóng độ cũng dài quá đẹp của Nhí 8-4 Nhí Châu Đốc.
không là lớn. Điểm cuối chuyển vào đốc 94. Bóng ngoài. Thúc chiến đấu Nhĩ Châu Đốc đã chiến thắng được Cua Le.